Đi. Đi mau. Đi. Mau. Đi. Mau lên. Đi. Xin chào. Các vị, dứt giả rồi Thái Quân. Đây đây, dứt giả rồi, hút một điếu đi. Đây là tội phạm bắt lộ quân hả? Chúng tôi cũng bắt được hai tên bắt lộ quân để châm thuốc. Khoai lang vừa rẻ vừa ngọt đi. Là con trai của Hà Đại Nã. Đứng yên đó đi. Cứ để hắn ta đi qua vậy hả? Vậy cũng không được động. Vậy thì bức bách chết mất. Thì cứ bức bách đi. Vào đi. Thái Quân, cái này giao cho anh. Đợi một chút. Được. Nè, uống thoải mái đi. Uống đi, uống đi. Uống thêm chút nữa nha. Uống thêm đi. Chúng ta phải uống thật đã mới được. Cạn ly. Cạn ly nào. Cạn ly, cạn ly. Uống đi, uống đi. Cứ tự nhiên đừng ngại. Rượu hôm nay rất ngon. Uống thêm mấy ly nữa đi. Hôm nay chúng ta phải say một bữa. Uống đi, uống đi. Nè, uống đi, uống đi. Nè nè, tiền nè. Cảm ơn, cảm ơn. Đi đi, đi đi. Được. Nè, mấy cô gái này múa rất đẹp. Múa rất đẹp, được lắm. Anh đó, trả tiền đây. Tránh ra, tránh ra. Anh muốn bị ăn đòn đúng không? Được, đợi đó. Ở yên đó đợi cho tôi. Nhảy đi, nhảy đi. Nhảy đi, vui quá. Vui quá, vui quá. Nhảy đi thôi, nhảy đi. Nhảy thôi, nhảy thôi nào. Nhảy đi, nhảy đi. Nhảy lên, nhảy lên. Nhảy đi, nhảy đi. Nhảy nhanh lên đi. Tên Nhật khốn kiếp này. Nhảy nha, nhảy nha. Chờ chút, chờ chút.
Nhảy thôi. Nhảy nha, nhảy nha. Lâm Lệ, nhanh lên, đi. Tới rồi. Chạy đi, chạy đi. Nhanh lên. Quân Nhật tới rồi. Tới rồi. Giết. Sao vậy? Bị thương không nhẹ đâu. Chạy đi, chạy đi. Nhanh lên. Chạy đi. Đi. Trung đội trưởng Sử, rút đi thôi, đi. Nè, anh đang nhìn gì đó? Nhìn lung tung thôi. Mật mã này mọi người có ai hiểu không? Đưa tôi coi. Tôi đã từng làm phiên dịch viên điện tín cho tướng quân Lữ. Bính, phủ tử, tùy lai nhân. Có lẽ là đồng chí Sử Canh Tân. Ảnh muốn chúng ta đi theo người mang tin tìm ảnh. Tốt quá rồi. Tôi thấy gã bán hàng rong này không đáng tin lắm. Đừng để bị gạt. Nhưng người biết được mật mã này rất ít. Không rõ người này cuối cùng là ai. Đây là manh mối duy nhất để chúng ta tìm được trung đội trưởng Sử. Chúng ta không thể dễ dàng từ bỏ. Tôi nghĩ như vậy. Cứ để hắn quay về trước. Chúng ta bí mật theo dõi coi hắn đi đâu. Tôi thấy làm vậy được đó. Nè,
Mảnh giấy anh đưa chúng tôi không hiểu chút nào hết. Người mà anh cần tìm cũng không ở đây, mà cũng không biết khi nào mới quay về. Không sao hết. Đi vậy sao? Đi đây. Đúng rồi, mẹ tôi hối gấp quá. Có muốn mua thứ gì không? Đang có giảm giá nè. Có hết rồi, cảm ơn nha. Đây chẳng phải là thung lũng Điền Gia sao? Đi. Đây là nhà của cô Điền. Anh biết bà ấy sao? Bà ấy là mẹ nuôi của tôi mà. Mẹ nuôi của anh. Đúng vậy. Đúng là nhà của cô Điền làm nghề rèn ở thung lũng Điền Gia. Tính bà ấy lạ lắm. Nghe nói không nể mặt ai hết. Đúng vậy. Nếu Sử Canh Tân ở đây thì chắc chắn an toàn. Nhà bà ấy đáng tin không? Chắc chắn không vấn đề gì. Nơi này rất gần thị trấn. Chúng ta vẫn nên cẩn thận. Anh vô trước coi sao. Được. Mẹ xuống lẹ đi. Takeda. Có lính Nhật. Tôi cũng không rõ lắm. Chết tiệt, tôi sẽ vô đó xử lý hắn. Có bẫy đó. Cẩn thận. Tránh ra. Để tôi. Thằng Nhật kia. Mẹ nuôi. Mẹ nuôi. Con là giác tử. Giác tử. Dừng tay. Cô là cô Điền. Đúng vậy. Mẹ à, người Nhật này là ai vậy? Đây là con nuôi của mẹ. Con nuôi của cô. Cô kết thân với người Nhật sao? Cậu ta không phải là quỷ Nhật, cậu ta là người Nhật. Mẹ nuôi, cuối cùng chuyện này là sao? Khi quân đội bắt lộ quân rút lui, họ để cậu ta ở lại chỗ tôi. Các cậu hiểu lầm rồi. Cậu ta không phải là quỷ Nhật đâu. Cậu ta có cùng suy nghĩ với chúng ta. Cậu ta không sẵn sàng đánh trận. Cậu ta nói rằng đánh Trung Quốc là không tốt, là tù binh đầu hàng. Đúng vậy đó. Mẹ của cậu ta ở Nhật không có gì ăn, cũng đã chết đói rồi. Tôi chăm sóc lúc cậu ta bị thương, nên cậu ta mới gọi tôi là mẹ. Mẹ nuôi, thật sự rất tốt. Mẹ nuôi, tới người Nhật mà mẹ cũng nhận làm con nuôi. Thằng con nuôi của tôi biết quan tâm tôi lắm. Hồi nãy cậu ta tưởng mọi người là gián điệp, cho nên nhất quyết kéo tôi vô trong hang. Suýt chút nữa gây ra hiểu lầm lớn. Cô, hay là cô tới kịp. Nếu không thì bây giờ hai người họ vẫn chưa tách ra được. Takeda, bỏ con dao đó xuống đi. Đây đều là bạn hết. Đúng vậy, bạn bè, mọi người đều là bạn. Mau chào hỏi nhau đi. Bạn bè, đúng, là bạn bè. Xin chào, chào gì mà chào. Người Nhật mà cũng có người tốt sao? Trung đội trưởng Sử. Trung đội trưởng Sử. Anh khỏe chưa? Làm tôi lo chết được. Tôi cũng lo cho mọi người lắm.
chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Để mau, thêm vài người nữa. Thêm vài người nữa. Cao Thiết Cảnh không đi nữa. Chúng ta cũng không đi nữa. Để ổng đi trước. Lẹ lên, lẹ lên. Không muốn sống nữa sao? Lẹ lên đi. Đại ca, xe lương thực của Cao Thiết Cảnh bị lún xuống hố không đi được. Nhưng phía sau bọn chúng có một tiểu đội người Nhật đi theo. Làm sao đây? Không sợ. Bọn Nhật khốn kiếp cũng là người bằng thịt. Tôi không tin không đánh chết được chúng. Từ khi xuống núi tôi đã để lại tiền mãi lộ. Các anh em đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ còn chờ đại ca ra lệnh thôi. Chuẩn bị bắn. Chuẩn bị. Nhanh lên, mạnh tay lên. Có chuyện gì vậy? Giết! Xông lên! Đại ca, không dọa được bọn chúng bỏ chạy. Khốn kiếp. Lấy hết ra đi, cho chúng liều thuốc mạnh. Bắt Lộ Quân. Đại ca, chúng ta chắc bị đại bộ đội Bắc Lộ Quân phục kích rồi. Mau chạy đi đại ca. Cậu không cần phải hoảng hốt. Cậu rút lui đi. Là thổ phỉ. Cao Thiết Cảnh bị đám thổ phỉ này gạt rồi. Sao không bắn chết hắn luôn đi? Lần này cũng nên tới Cao Thiết Cảnh gặp xui xẻo. Đi mau, đi mau, đi mau. Đại ca, nhìn đám nhát gan Cao Thiết Cảnh bị chúng ta đánh đuổi rồi. Lương thực tới tay chúng ta rồi. Làm tốt lắm. Kêu các anh em mau chuyển lương thực lên núi đi. Mũ của Bắc Lộ Quân đúng là hữu dụng. Dớ dẫn không hữu ích thì đội nó làm gì? Đại ca đúng là thần. Lần này núi Mảnh Hổ chúng ta lại có đồ ăn ngon, đồ dùng tốt rồi. Tháo súng của họ ra cho tôi. Đừng động đậy. Các anh em, các anh em, hai vị trại chủ, đây là quy tắc. Súng không được đem vô sơn trại của tôi. Chúng tôi tới để bàn chuyện với các anh. Lăng Thu, đưa súng cho họ đi. Nghe nói các người là tiểu phân đội của Bắc Lộ Quân. Đúng vậy. Chúng tôi là Bắc Lộ Quân. Bắc Lộ Quân? Bắc Lộ Quân địa phương hả? Ai không biết Bắc Lộ Quân đã chạy ra khỏi Bình Nguyên Đới Trung rồi. Còn nói Bắc Lộ Quân kìa. Anh mà cũng giống Bắc Lộ Quân sao? Đám thổ phỉ các người giả danh Bắc Lộ Quân để cướp lương thực. Anh nghĩ chúng tôi không biết sao? Lương thực là do tôi cướp. Thì sao nào? Cướp tốt lắm. Trại Mảnh Hổ đã chặn lương thực của toàn bộ thôn Tiểu Lý. Anh đã làm một việc tốt đó. Nếu lô lương thực này rơi vô tay Nhật Bản, anh nghĩ coi, cả thôn Tiểu Lý hàng trăm người sẽ đói chết. Thôi đi, thôi đi, đừng nói nhảm nữa. Hôm nay các người tới cũng giống như Cao Thiết Cảnh, muốn cướp lương thực của sơn trại chúng tôi. Cao Thiết Cảnh là tay sai bán nước.
Hắn cướp lương thực là để cho Nhật Bản sử dụng. Nếu các người đưa lương thực cho hắn, chẳng phải cũng trở thành tay sai bán nước sao? Nói bậy, đồ khốn nói nhảm gì vậy? Nhị hổ. Nhật Bản ăn lương thực của người Trung Quốc, rồi lại tới giết người Trung Quốc. Thật ra Nhật Bản cũng chỉ lớn bằng tỉnh Hà Bắc này thôi. Chỉ cần chúng ta cùng một lòng chống lại chiến tranh, cả Trung Quốc đông dân như vậy, tôi không tin không đuổi được quân Nhật. Bác Lộ Quân đánh Nhật Bản, đại hổ tôi rất khâm phục. Nhưng đại hổ tôi phải nuôi cả sơn trại gần 100 anh em, không thể đói. Nhật Bản không tới đánh tôi cũng không động vô họ. Còn về lương thực này, nếu như đưa tiền hoặc phải dựa vô bản lĩnh. Không có tiền hả? Nhưng mà trại Mạnh Hổ chúng tôi có một quy tắc, chỉ cần một mình anh có thể đánh toàn bộ trại thì lương thực này các người có thể mang đi. Sao hả? Không có tiền mà còn muốn lấy lương thực? Vậy số lương thực này tôi chỉ còn cách bán cho Cao Thiết Cảng. Trong lòng anh chỉ nghĩ tới tiền. Anh có nghĩ tới bao nhiêu người dân ở thôn Tiểu Lý không? Một mình tôi có thể đánh chiếm núi Mảnh Hổ. Lẽ nào lính của anh đều là đất nặng từ bùn? Chuyện đó tôi không quan tâm. Chỉ cần có bản lĩnh đánh bại anh em chúng tôi thì anh có thể đem lương thực đi. Anh, tôi thấy như vậy đi. Lương thực các anh cứ giữ lại, tụi tôi sẽ nghĩ cách khác. Sao? Không dám đánh nữa? Mọi người đều nói Bác Lộ Quân mạnh mẽ. Hôm nay các người tới đây một chuyến, không thi thố một chút thì thật đáng tiếc. Được, kêu người của anh tới, kêu họ tới đi. Mạnh, cẩn thận. Lăng Thu, tốt lắm. Đại hổ trại chủ, chúng tôi thắng rồi. Chờ đã, còn tôi nữa. Lăng Thu, Lăng Thu, anh không sao chứ? Thằng nhóc,
Không ngờ chứ, một chút độc dược sẽ không mất mạng đâu. Anh muốn mua lương thực thì phải nhanh lên. Anh đi đi, nhị hổ. Cậu đứng qua một bên đi. Hai vị, xin lỗi. Súng của chúng tôi. Trả súng cho họ. Hai vị, hẹn gặp lại. Lăng Thu, chúng ta đi. Đại ca, Cao Thiết Cảnh dẫn theo một đám người Nhật tấn công tới rồi. Dưới núi có một tiểu phân đội đang chống cự. Đại hổ, đó là người của chúng tôi. Dưới quyền Mori có một số tới từ sư đoàn núi của Quang Đông quân, và còn có trọng pháo chuyên phát cổng thành. Chúng ta không được khinh địch. Mau kêu anh em rời khỏi sân trại. Anh bạn, đừng nói gì nữa. Lương thực giấu ở sau núi. Công tử, dạ, dẫn anh bạn này di chuyển lương thực. Dạ, các anh em, tấn công. Giết sạch bọn sơn tặc. Đánh mạnh lên. Đi mau. Mau. Đi. Mau. Đi. Tấn công. Xông lên. Mẹ nuôi, chỗ này nguy hiểm, mẹ xuống dưới đi. Bắn. Mau, bắn đi. Mau yểm trợ. Khốn kiếp, hôm nay chắc núi Mãnh Hổ chơi lớn đây. Cậu Tú, sao anh còn chưa đi? Đánh đuổi bọn chúng rồi tính sao? Đây là chuyện của núi Mãnh Hổ, các người đừng lo. Chuyện của chúng tôi tự giải quyết được. Chúng tôi đánh bọn Nhật, đâu phải tới giúp các người lo gì chứ. Anh giống cả đại ca tôi hả? Nhìn anh giống như chuột rút vậy. Chờ đánh xong bọn Nhật tôi sẽ tính sổ với anh. Tôi xử cái đồ khốn nhà anh, có dám không? Lăng Thu, đừng phí lời với hắn nữa. Nghe chưa, đừng nói nữa. Cậu Tú, chẳng phải các người muốn lương thực sao? Cậu không mau đi. Chút nữa kẻ địch bao vây thì các người đi không nổi đâu. Cậu, đưa họ đi đi. Dạ. Tiểu phân đội, đi theo tôi. Rút lui. Mau, mau lên. Mau. Mẹ nuôi. Mau đi đi. Mẹ nuôi, đi cùng tụi con đi. Lương thực quan trọng, mọi người mau đi đi. Mẹ. Mẹ. Mau đi đi. Các người mau đi đi. Tôi ở lại đây cùng đại hổ đánh bọn Nhật. Tôi còn muốn coi tài bắn súng thiện xạ của con trai tôi trong trận chiến ban đêm nữa mà. Yên tâm đi, mẹ nuôi đã ở đây có tôi. Từng khúc quanh của núi Mãnh Hổ này tôi đều biết rõ. Khi nào đi cũng đều kịp hết. Mau đi đi, rút lui, nhanh lên. Các anh em, đánh mạnh lên cho tôi. Hôm nay không phải bọn chúng chết thì là chúng ta chết. Bắn. Rút lui. Bọn khôn kiếp chạy hết rồi. Tiêu rồi. Trại Mãnh Hổ tiêu rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Mọi người, lương thực ở bên đó. Lương thực. Oh!
Đi. Mẹ nuôi. Đại hổ. Đại hổ. Đại hổ. Đại hổ. Hổ tử. Hổ tử. Tấn công. Mau, mau lên. Mau. Sơn tặc. Tao phải giết sạch lũ tụi bay. Đại hổ. Thái quân, Thái quân tha mạng. Thái quân, Thái quân tha mạng. Thái quân. Giết sạch bọn sơn tặc trên núi. Xông lên. Ngốc nghếch. Sơn tặc vẫn chỉ là sơn tặc thôi, không thể sánh được với Bắc Lộ quân. Dừng tay. Người Nhật sao lại ở đây? Người là cái thá gì? Người không phải là quân đế quốc sao? Người đang làm gì vậy? Mẹ nuôi, mẹ đi đi, đừng bận tâm tới con nữa. Đừng nói nhiều, nhìn kỹ coi, đi hướng nào. Mẹ. Takeda. Con đi đâu vậy? Con làm mẹ sợ chết đi được. Chúng ta đi thôi. Con cổng. Đại hổ. Rút lui. Mau lên, mau lên, mau lên. Mau, mau lên.
Mau lên, đi đi. Thái Quân, từ từ thôi, từ từ, đi. Sao bên Tú Anh vẫn chưa tới vậy? Sao vậy? Cậu ở chỗ của cô chán rồi hả? Cô biết ngay mà. Đợi họ vừa tới, cả phòng này đều đi hết. Sau này cũng sẽ không tới chỗ của cô nữa. Sao có thể như vậy được? Đại bộ đội chúng tôi chắc chắn sẽ đánh trở về. Sao vậy? Nằm xuống đi. Mau nằm xuống đi. Không sao đâu mẹ, vết thương nhỏ thôi, không là gì hết. Mẹ, trong nhà có thuốc phiện không? Nhịn thật sự là khó chịu quá. Con coi chỗ này là ổ thổ phỉ của con đó hả? Ráng nhịn đi. Nếu không thì kêu bác sĩ Lâm tới tiêm cho con một mũi qua cơn nghiện. Anh đó, ráng chịu đựng đi. Anh có đau không? Tôi có một cách hay. Anh ăn đi. Ăn rồi sẽ thấy đỡ hơn. Máu trong bụng sẽ không còn nữa. Máu ở ngoài cũng sẽ đỡ hơn. Đây là thứ gì vậy? Có thể ăn hả? Ai dạy cậu vậy? Đại hổ. Mẹ dạy đó. Đại hổ. Takeda Yoshio có lòng tốt. Người Nhật làm gì có lòng tốt? Bọn chúng giết cả trại của chúng tôi, đốt trại của chúng tôi. Đại hổ, cậu ấy là người Nhật của mặt trận thống nhất chống Nhật chúng ta. Tôi không hiểu thứ đó. Bắt lũ quân các anh này đánh giặc, ngày mai biến thành mặt trận thống nhất rồi hả? Tôi đây mặc kệ. Con khó chịu cái gì chứ? Nhìn tiền đồ của mình đi. Nói ra không sợ mất mặt. Đi. Lại muốn làm gì đây? Tới nhà lão Lục ở phía đông thôn. Đã bị thương thành ra như vậy rồi mà. Có sao đâu. Hút mấy điếu sẽ không đau nữa. Cuộc sống như thần tiên. Cẩn thận vết thương trên đầu kìa. Thổ phỉ đáng chết. Đúng là bản tính khó dời. Anh dì ơi, tôi muốn hỏi thăm một người. Nhà cô Điền trong thôn mình ở đâu? Anh là... Tôi là bà con xa của cổ. Hôm nay thuận đường đến thăm cổ. Rẽ tay phải chính là nhà thứ ba. Cảm ơn anh.
ai vậy? Mẹ ơi, mẹ còn nhận ra tôi không? Đây là cậu hai của núi Mảnh Hổ đúng không? Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến căn nhà nát này của tôi vậy? Mẹ à, sao mẹ có thể nói như vậy chứ? Từ lúc bọn giặc phá hủy sơn trại, tôi cũng trốn chui trốn nhủi, không nơi nào ở. Cậu hai, có chuyện gì vậy? Cứ nói ở trong sân đi. Trong nhà vừa dơ vừa loạn, tôi sợ cậu chê cười. Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Trong thời buổi loạn lạc này, có một căn nhà tránh mưa tránh gió cũng không dễ gì. Mẹ à, món quà nhỏ không đáng là bao. Ở nơi xa xôi mà vẫn nhớ tới bà già cô đơn tôi đây. Cảm ơn. Ngồi đó đi, để tôi lấy chén nước cho cậu. Cuộc sống của mình thật khó khăn, khắp nơi bị người ta ức hiếp. Kẻ thù bị khiêu khích trước đây cũng tới kiếm chuyện. Mấy hôm trước, anh em chúng tôi cùng nghĩ cách muốn dương cờ chính nghĩa làm lại từ đầu. Mẹ, mấy hôm nay tôi vẫn luôn thăm dò tung tích của đại ca, không biết ảnh có tới chỗ của mẹ không. Mấy hôm trước cậu ấy có tới đây ăn một bữa cơm xong rồi đi rồi. Ảnh đi đâu rồi? Sao mà tôi biết được? Mấy người các cậu thường xuyên đến lặng lẽ đi âm thầm. Tôi không biết, cũng không muốn biết. Nhị Hổ à, thời gian của cậu quý giá, tôi đây cũng bận việc của mình. Vậy chúng ta ai làm việc của người đó đi. Tôi vẫn chưa ngồi nóng ghế đã đuổi khách đi rồi. Mẹ à, có vài lời tôi phải nhắc nhở mẹ. Nghe nói trong nhà có giấu một người Nhật còn giúp cho Bác Lộ Quân đánh giặc. Tôi nói cho mẹ biết, bọn giặc Nhật rất hận người Nhật này. Họ nói sẽ bắt được kẻ phản bội đó. Những kẻ khua môi múa mép sẽ không được chết yên thân. Người Nhật, người Mỹ cái gì không biết. Chỗ của tôi cũng không phải nhà trọ. Ngay cả bản thân tôi còn lo chưa xong. Các người muốn làm gì? Đây là anh em của cậu. Muốn cướp nhà giàu chia cho người nghèo, hay là muốn vào nhà cướp của? Cậu nói đi. Cô Điền à, đừng giấu đầu hở đuôi nữa. Cô hoàn toàn không phải là đảng cách mạng. Chuyện của người Nhật và Bác Lộ Quân tốt nhất đừng xen vào. Cậu, đây cũng là lời khuyên tôi dành cho cô và đại ca. Takeda ở đâu? Mẹ ơi, đúng là mẹ có vai dế lớn. Vừa mới nhắc tới sinh nhật mẹ là anh em trên giang hồ tới nhiều vậy luôn. Đại ca, tôi nhớ anh lắm đó. Tôi đoán không sai mà. Anh ở chỗ mẹ nuôi đúng là quá tốt rồi. Hổ tử, mẹ nuôi, người anh em này của cậu phát tài rồi. Cậu xem, dẫn một đám bạn mới tới là muốn tới nói vài chuyện với mẹ nuôi. Nhưng mà nhà chúng ta không có chỗ nào để tiếp khách. Cậu mau vào trong trấn mua đồ ăn với rượu cho mẹ nuôi đi. Mẹ à, những người bạn này, họ không thể chỉ uống rượu giết thời gian đâu. Bọn họ là muốn uống máu.
Nhị hổ, có phải không? Đại ca, anh nặng lời rồi. Tới đây, tôi giới thiệu với anh. Đây là đội trưởng đầu heo của Hoàng Quân. Trong lúc tôi gặp nạn, đã giúp đỡ rất nhiều. Đội trưởng đầu heo, đây chính là đại ca tôi. Anh có muốn làm bạn với Hoàng Quân không? Nhiều bạn bè cũng rất tốt. Có thể quen biết người bạn như anh. Tôi ở trên núi Mãnh Hổ, không còn sợ gì nữa, đúng không? Tôi biết ngay đại ca tôi là một người thức thời mà. Nhưng có một chuyện tôi chưa hiểu. Người trên mái nhà, người ở dưới đây đông như vậy, không chỉ là để kết bạn thôi chứ. Có gì nói thẳng, đừng vòng vo nữa. Đại ca, chút chuyện nhỏ thôi. Có một người Nhật tên là Takeda Yoshio, không biết tại sao lại nghỉ quẩn đi theo Bắc Lộ Quân. Tư lệnh Hoàng Quân mời hắn về để nói chuyện. Đại ca, chuyện về người Nhật này chúng ta đừng có xen vào, đắc tội với người Nhật không đáng đâu. Chuyện này tôi biết, mấy hôm trước người vẫn ở đây. Nhưng mà tối qua có mấy người tới đưa người đi rồi. Nếu Hoàng Quân muốn người không thành vấn đề. Nếu như hắn quay lại đây, một là các anh bắt người, hai là tôi đưa người đó tới. Như vậy không phải chúng ta sẽ kết bạn được rồi sao? Cậu kêu anh em đứng trên mái xuống hết đi. Chúng ta làm vài món, uống mấy chén. Thấy sao? Anh cũng thật biết cách đi vòng vo. Hoàng Quân đã biết người đang ở đây, hôm nay phải đưa đi. Đi vòng qua. Lên, làm gì vậy? Các người muốn làm gì? Làm gì vậy? Đại ca, giao người ra đi. Hoàng Quân còn có thể nể tình chúng ta. Anh em chúng ta vẫn có thể hoành hành ngang ngược như trước đây. Nếu để bọn họ lục soát ra, Hoàng Quân sẽ trở mặt. Anh nghĩ đi, chỉ vì chuyện nhỏ này đắc tội với người Nhật thật không đáng. Nhị hổ, cậu đừng mở miệng ra nói mấy lời vô nghĩa nữa. Người là tôi đón tới, cũng là tôi tiễn đi. Trở mặt dở giọng gì, cứ nhắm vào tôi. Bà, mụ đàn bà hôi hám cứng đầu này, có đường sáng mà không đi, còn liên lụy đại ca tôi chịu tội chung. Giao người ra mau. Làm gì vậy? Cậu đánh ai? Anh điên rồi hả? Thả tôi ra đi. Anh điên hả? Bà muốn làm gì? Bà làm gì vậy? Cậu, trong thôn có chuyện, mau theo tôi quay về. Được, Lăng Thu, đi theo tôi. Được.
tử. Hổ tử, mẹ báo thù cho con. Takeda Yoshio, mau ra đây. Nếu còn là một người đàn ông thì ra đây cho tôi. Takeda Yoshio, tôi là Takeda Yoshio. Đường đường là đàn ông Nhật Bản mà lại dựa vào một bà già bảo vệ mà cậu không thấy xấu hổ hả? Cậu có biết xấu hổ hay không? Cậu còn mặt mũi gì mà tác chiến trong quân đội của Nhật Hoàng bệ hạ chứ? Mày thả tao ra. Người Nhật tụi mày không được chết yên. Khốn kiếp. Mẹ, mẹ Takeda, mẹ. Bọn Nhật khốn kiếp, thả mẹ tôi ra. Tôi sẽ đi với anh. Mau thả mẹ tôi ra đi. Tốt lắm. Tôi sẽ thả bà ta ra. Móc. Khoan đã. Bắt sống hắn. Mau, rút lui. Mẹ, mau. Mau lên. Rút lui. Mau. Mau lên. Mau rút lui. Mau lên, mau lên. Mau. Mau lên, đi, mau. Khoan đã.
Chúng ta vẫn nên tới nhà cô Điền trước. Đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Lâm Lệ mau. Mẹ ơi, cô ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại đi. Con là giác tử nè. Cô ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, cô ơi, Takeda đâu? Cô ơi, mẹ ơi, Takeda bị người Nhật trói rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, cô ơi, cô ơi, mẹ ơi, cô ơi. Takeda. Takeda đâu? Cứu Takeda. Cô ơi, mẹ ơi. Cô ơi, mẹ ơi. Cô ơi. Cô ơi. Cô ơi. Cô ơi. Mẹ ơi, mẹ không thể chết. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ không thể đi mà. Mẹ ơi, mẹ không thể đi. Mẹ ơi. Đưa cô vào phòng đi. Lát nữa để mấy người Xuân Lai lo liệu hậu sự. Bây giờ chúng ta đuổi theo bọn giặc. Không thể để bọn chúng chạy mất. Mau, mau lên. Đi. Đi mau. Đi. Đi, mau lên. Đi mau. Đi. Đi, mau lên. Mau. Mau lên. Đi. Đưa Takeda đi trước đi. 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 Đầu heo đưa Takeda đi rồi. Đều tại thằng Nhật đó gây chuyện. Đầu heo mới tốn công tới thôn tìm người. Chúng ta không nên giữ Takeda ở nhà cô Điền. Bớt nói lại đi. Kẻ địch lần này về thị trấn, chúng ta như vậy sợ là không cứu được người. Bên thôn kia có con đường, chúng ta có thể đi vòng tới trước địch, cướp Takeda về. Được, Xuân Lai, để dân quân ra sức ngăn chặn đầu heo. Cậu dẫn chúng tôi cướp Takeda về. Xuân, cậu thủ ở đây, đi. Đi. Dạ, đi. Trung đội trưởng, bây giờ đi cứu Takeda sao? Đúng. Còn cứu hả? Hắn ở đây liên lụy tới cô Điền với mấy anh em dân quân. Người chết người bị thương còn chưa đủ sao? Đại Đao nói đúng đó. Làm không tốt sẽ lại kéo đám giặc tới. Người dân Điền qua gia lại gặp tai ương. Chúng ta làm như vậy có đáng không? Bọn giặc giết người sao có thể trách Takeda? Bọn chúng tốn nhiều công sức để bắt cậu ta. Chứng minh Takeda tham gia tổ chức chống Nhật chúng ta có tác dụng rất lớn. Phải cứu cậu ta. Takeda rơi vào tay Mori. Không biết sẽ tra tấn ảnh sao nữa. Anh Đinh, chuyện này anh phải rõ nhất chứ. Mọi người nghe đây. Phải cứu Takeda. Thứ nhất, phòng tiếp nhận địch ở quân khu cần hắn. Thứ hai, cô Điền không tiếc mạng sống để cứu đứa con Nhật này. Chúng ta không thể phụ lòng linh hồn cô Điền ở trên trời. Có ý kiến thì về rồi nói.
Đi.